Nơi huyện vùng cao Tủa Chùa chủ yếu là núi đá, xen kẽ với đó là những thung lũng nhỏ. Trong những thung lũng nhỏ ấy là nơi quần cư của người Thái và chủ yếu là ngành Thái trắng. Và đây, thung lũng nhỏ giữa những vách núi có hình giống như một dụng cụ để người Thái đồ xôi. Bởi vậy mà họ đặt tên thung lũng này là Bản Hột. Đến Bản Hột, chúng ta dễ dàng được nghe thấy những thanh âm da diết mượt mà từ những chiếc đàn tính tẩu. Là một nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong đời sống tâm linh và văn hóa văn nghệ của người Thái trắng. Hôm nay, một ngày nông nhàn, ông Lường Văn Phối lại cùng ông chú của mình và cũng chính là người thầy dạy tính tẩu của ông cùng nhau hòa tấu một giai điệu tính tẩu quen thuộc mà gần như người Thái nào cũng biết và yêu thích. Giai điệu tính tẩu này có tên là Ngày Mùa Vui, một làn điệu dân ca Thái, cũng đã được nhạc sĩ Hoàng Lân viết lời và trở thành một bài hát quen thuộc với lứa tuổi thiếu nhi Việt Nam. Đã là ngày vui là phải có tính tẩu, lên nhà mới, đám cưới, ăn cơm mới, vân vân, ngày Tết, ngày lễ là phải có tính tẩu, không thể thiếu được. Không chỉ là những cái ngày vui đâu, mình đi làm đồng về mệt thì vẫn sử dụng thôi. Vâng, ở trong nhà cũng thường xuyên sử dụng. Vâng, để thứ nhất là để làm nhẹ bớt đi cái nỗi nhọc nhằn của mình. Vâng, tôi nghĩ là bản thân tôi cũng như là các bác hàng xóm, họ không biết đánh, thế nhưng mà họ thích nghe. Vâng, làm cho tinh thần con người nó khuây khỏa, nó nhẹ nhõm. Ông Lường Văn Phối và ông Lường Văn Giom là hai chú cháu và đều là những người đam mê, có công gìn giữ tiếng tính tẩu ở Bản Hột. Ông Giom cho biết từ khi mới là cậu bé 13-14 tuổi, ông đã theo cha và chú để học tính tẩu. Thế hệ trước truyền cho thế hệ sau là cách mà cộng đồng người Thái lưu giữ tiếng tính tẩu và nhiều nét văn hóa khác của dân tộc. Sở dĩ, người Thái ở Bản Hột luôn có trách nhiệm gìn giữ lấy tính tẩu là bởi đây là một loại nhạc cụ truyền thống gắn liền với nhiều tín ngưỡng văn hóa của dân tộc. Tuy rằng tuổi già tuổi cao cũng là muốn sửa tích, muốn để cho con cháu nghe cái bài tính tẩu của mình. Chỉ là dạy con cháu để trong nhà, mới là các cháu thanh niên để học tập, nói theo, để hiểu biết bản sắc dân tộc của mình. Sẽ thật khó lý giải chiếc tính tẩu của người Thái có từ bao giờ. Nhiều đời người Thái chỉ biết rằng từ khi sinh ra và lớn lên, họ đều đã biết về sự tồn tại của tính tẩu như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, trong các dịp lễ Tết, ngày hội, ngày vui. Mỗi người Thái thuở nhỏ nghe tính tẩu mà lớn lên. Vào tuổi 13-14 thì học tính tẩu, đến tuổi cập kê thì cầm tính tẩu đi tìm bạn đời. Và lễ Tết, ngày vui, tính tẩu là thứ âm thanh cho các bà, các chị múa hát. Chiếc tính tẩu có cấu tạo không quá phức tạp, nhưng tạo ra thứ âm thanh mượt mà, da diết. Làm tính tẩu hay học đàn tính tẩu cũng không quá khó. Các nguyên liệu cũng dễ tìm, quen thuộc trong đời sống. Cái đàn tính tẩu gồm có 6 bộ phận chính. Thứ nhất là thân đàn, thứ hai là quả bầu, thứ ba là mặt đàn, thứ tư là con ngựa, thứ năm là cái chốt khóa, thứ sáu là dây. Người ta sẽ chọn loại gỗ nhẹ, xốp và trơn thì mới dễ vuốt, để nâng nó không mỏi tay. Và quả bầu thì dùng quả bầu thật khô. Và còn cái mặt đàn thì phải làm mỏng dẹp, tiếng nó mới vang. Cái chốt khóa này thì để điều chỉnh âm thanh. Và còn cái dây cước, ngày xưa thì dùng bằng dây tơ tằm, bây giờ thì dùng dây cước. Cũng có người không biết đánh nhưng mà họ vẫn biết làm. Vâng, bởi vì các cái vật liệu nó dễ kiếm, dễ lấy được. Chỉ mỗi cái dây cước này thì mình phải chọn thôi. Dây to quá thì nó không vang. Không chỉ thường xuyên đánh đàn tính tẩu thỏa niềm đam mê của bản thân, ông Giom và ông Phối còn mở lớp dạy tính tẩu tại nhà để cho lớp trẻ trong bản tiếp cận, gìn giữ nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Lớp dạy tính tẩu này hai ông mở từ đầu mùa hè năm 2024. Ngày nào các ông cũng dạy, có hôm dạy vào buổi sáng, hôm dạy ban trưa,
có hôm lại dạy vào buổi tối, tùy theo công việc nhà nông mà sắp xếp lớp học. Nghỉ hè, con trẻ đều ở nhà nên dễ tổ chức lớp học. Còn trong thời gian năm học, lớp chỉ học một buổi tối trên tuần để duy trì kiến thức cho các học viên. Đến học lớp đàn tính tẩu đều là con em trong bản. Đáng mừng là có hơn 20 em đăng ký học. Thấy bọn trẻ háo hức, nghiêm túc học, hai người thầy cũng vì vậy mà truyền dạy hăng say hơn. Các ông cũng nghiên cứu bài giảng sao cho phù hợp, dễ hiểu, nâng cao hiệu quả của lớp học. Trong các cháu thì cũng nhiều là lứa tuổi, nhưng mà nhỏ nhất chắc là khoảng 13 tuổi rồi, 13, 14 tuổi. Thế thì muốn dạy được các cháu, tôi sẽ chọn những cái nốt nhạc cơ bản, ngắn, gọn và dễ hiểu, dễ đánh hơn. Để từ đó mới học lên cao và mới đánh được cái bài của người Thái. Nói chung là các cháu cũng rất là đam mê. Từ một số cháu chưa nhìn thấy cái đàn, chưa nghe thấy cái tiếng đàn, mà trong khuôn khổ là một thời gian ngắn thôi, nên là các cháu cũng đã cơ bản là đánh được một số bài. Lớp dạy đàn tính tẩu không thu học phí. Thầy dạy bỏ công sức, nhiệt huyết và sự kỳ vọng gìn giữ văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Còn các trò học đến lớp học với tinh thần tự nguyện và niềm yêu thích nhạc cụ dân tộc. Với người làm nông như ông Giom và ông Phối, các ông dành nhiều thời gian để mở lớp dạy đàn tính tẩu cho lớp trẻ, cho thấy trách nhiệm, nhiệt huyết, tình yêu của các ông với nhạc cụ truyền thống, với văn hóa của dân tộc. Đáp lại tình yêu đó, những đứa trẻ trong bản Hột này cũng đã được lan tỏa tình yêu với đàn tính tẩu và ham học hỏi hơn. Và đó chính là tín hiệu đáng mừng cho thấy tiếng tính tẩu sẽ còn vang mãi nơi bản Thái này. Riêng bản thân em thì em rất yêu thích về nhạc cụ này. Trong thời gian tới thì em rất muốn em học về cái đàn này giỏi hơn để giữ gìn văn hóa của dân tộc Thái bọn em ạ. Lúc em mới tham gia em cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng sau này em học được vài ngày thì em cũng quen dần. Em cảm thấy cũng rất ngưỡng mộ mấy ông mấy bác, họ đàn rất là giỏi, nên em cũng tập, em cũng rất là nỗ lực để có thể đàn giỏi như mấy ông mấy bác ấy. Em cũng cảm thấy rất là vui khi chính bản thân em có thể đánh được một bài. Em sẽ học nghiêm túc và chăm chỉ để có thể đàn giỏi được như ông và như bác ấy. Bản Hột xã Mường Đun có gần 150 hộ, trong đó phần lớn là người Thái trắng. Họ sinh sống ở thung lũng nhỏ này đã nhiều đời. Bản Thái này luôn nâng cao trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc. Bởi vậy mà hiện nay trong bản có tới gần 70% đàn ông thành thạo chơi đàn tính tẩu. Trước thực tế con trẻ ở trong bản thiếu đi niềm đam mê với tính tẩu bởi những tác động của xã hội hiện đại như Internet hay việc học hành đã chiếm nhiều thời gian. Để không bị mai một nhạc cụ truyền thống dân tộc, ông Lường Văn Phối và ông Lường Văn Giom được sự ủng hộ của bà con trong bản mở lớp dạy đàn tính tẩu cho con trẻ. Với sự chủ động gìn giữ văn hóa dân tộc như vậy, bây giờ và mai sau, tiếng tính tẩu sẽ vang mãi nơi bản Hột này.